Xin chào anh em nhé. Chúng ta sẽ đi phân tích vàng cho ngày 27 tháng 9. Ngày hôm nay là ngày đóng nến tuần đúng không nào? Chúng ta đang có một nhịp vàng tạo đỉnh ở vùng 2.685 ngày hôm qua. Hôm qua mình cũng view một nhịp đẩy buy lên đúng không? Và chúng ta chốt buy ở cái vùng giá 79. Hôm qua anh em trong Zoom chốt buy ở vùng giá 79. Sau đó chúng ta timing bán xuống đúng không? Cái nhịp bán xuống ngày hôm qua thì mình view nó quanh mốc 85. Và sau đó ra tin thì mình view là sập xuống. Thì cái nhịp ngày hôm qua nó đỡ được FVG M15 và nó đã kêu được thằng lâu Á và lâu Âu đúng không? Sau đó thì giá hồi phục lên thì chúng ta đánh một lệnh buy lên trên vùng 77, 76, 77 sau đó chúng ta sell xuống. Hôm qua chúng ta lại tiếp tục bắt sóng con vàng đúng không? Hôm nay thì có một cái nhịp tin nhá. Có một nhịp tin vào buổi tối ngày hôm nay khá mạnh đúng không? PCE hiện tại thì dự báo thì đang là cân bằng nên là chúng ta sẽ cùng chờ đợi sau tin thôi. Ngày hôm nay là ngày đóng nến tuần nên là chúng ta sẽ chờ đợi. Thứ nhất là về chặt tuần thì vẫn là câu chuyện là swing buy. Tuy nhiên là ngày hôm nay chúng ta xem xét là cây nến tuần ngày hôm nay thì mình vẫn view là một cái nến tăng điểm nha mọi người nhé. Rất có thể rất khó nó có thể thủng được vùng 2.611 đúng không nào? Đó, đóng là một cái nến tuần, tuy nhiên là một cái nến tuần rút dâu. Đó thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng kỳ vọng là một là rút dâu luôn tại vùng OB 81 hay là lên trên vùng 96 97 rút dâu xuống đúng không? Đó. Như vậy nhá, cái câu chuyện đến tuần chúng ta tiếp tục follow swing buy và cái vùng mà chúng ta tham binh bắt các lệnh swing buy chính là cái vùng giá Mazuquin của Wick, đó chính là vùng 2615 đến 2627, đó 30 26 đó. Đây là chính là cây Mazukin của Wick. Thứ hai là cái vùng giá FVG buy của Wick đúng không? Từ vùng 2585 đến sau khi nó kêu đến 2606. Nhìn chung chúng ta sẽ bắt ở những vùng buy này và tiếp tục đẩy giá đi lên, chúng ta sẽ chốt lời Wick bớt ở vùng giá 8x9x 2700 đúng không? 2753 đó, quanh những mốc này. Còn dài hơn cho một cái nhịp mà tái tích lũy của Wick này, chúng ta vẫn kỳ vọng giá nó sẽ lên được cái vùng giá 2834, 2895 và 2973. Đây là những mốc mà chúng ta sẽ tham binh về lên tuần và có thể là lên tháng, nó sẽ lên trên vùng này sau đó nó gãy xuống. Gãy xuống thì chúng ta sẽ chờ những cú điều chỉnh đúng không nào? Đó thì chặt tuần mọi người chú ý là gì? Sau khi mà đẩy giá lên đúng không? Chúng ta có đâu đó nó đang chạy con sóng 3. Con sóng 3 này chúng ta kỳ vọng là nó hoàn toàn nó có thể lên trên vùng 2007, 2008, sau đó thì nó bull back về thì chúng ta thấy là bull back về chúng ta có thể đâu đó về những vùng cực trị này thôi, hoặc là bull back con sóng 4 nó sẽ bull back như con sóng 2 này thôi này. Đó, sau đó chúng ta tiếp tục để sóng 5 đi lên nhá. Đó, về cho chặt tuần vẫn ưu tiên swing buy và chúng ta sẽ chốt lời từng phần các lệnh buy cao thôi. Quay trở lại lên ngày hôm qua thì chúng ta thấy là gì, một cái nhịp mà rút dâu ở vùng 85 cộng trừ đúng không, thì chúng ta đang có một cái tín hiệu đâu đó manh nha lên ngày là có thể là sideways vùng đỉnh. Đi sideways vùng đỉnh vùng này. Tuy nhiên chúng ta vẫn ưu tiên các vị thế buy lên đúng không ạ? Và ngày hôm nay chúng ta đang kỳ vọng một nhịp là quét PD low. Rất lâu rồi chúng ta thấy là gì, day low vẫn liên tục là tạo tạo đáy cao hơn. Tuy nhiên ngày hôm nay thì rất có thể là nó sẽ quét PD low mọi người nhá, quét PD low. Thì nếu như một cái setup quét PD low thì nó sẽ đánh như thế nào? Thì hoàn toàn giá có thể, thứ nhất là về OB cực trị, đó chính là cái vùng FVG. Thì mình sẽ phân tích FVG buy M15, FVG sell M15 là trên vùng 81, nó quanh vùng 81. Sau đó chúng ta đánh quét về vùng 54. Đó. Thứ hai là cũng có thể là tiếp tục một cái setup lấy thanh khoản trong, sau đó tiếp tục đi lên vượt đỉnh, sau đó thì quay trở lại xuống. Thì đây chính là cái setup 2. Thì chúng ta sẽ chờ đợi nhé, chờ đợi Á và Âu nó build cho mình cấu trúc. Sau đó chúng ta sẽ xem xét là chúng ta ưu tiên đánh setup nào. Đối với mình thì mình vẫn ưu tiên bán một lệnh ở 481.x xuống và chốt lời bớt từng phần. Đó, chốt lời bớt từng phần. Sau đó chúng ta kỳ vọng là có thể quét PL low. Quét PL low chúng ta đánh buy lên. Đó, về lên ngày chúng ta tiếp tục follow buy và FVG buy ở vùng giá 2634 đến 2649 đúng không? Trong mốc này chúng ta sẽ tìm buy và tiếp tục đánh vượt đỉnh. Nếu như câu chuyện ngày hôm nay mà một nhịp đẩy lên trên vùng 92 và xa hơn, thực sự là xa hơn cái vùng 2713, 744 của ngày, thì đây là ba mốc nếu như ai có muốn chơi sell chỉnh thì mọi người cài SL30 pip mỗi mốc cho mình nhá. 2692.x, 2715, 2744 SL30 pip mỗi mốc và có thể là chốt lời khoảng tầm
100, 200 đến 300, 500 pip được nhá. À, chốt lời từng phần, nhớ là sell cao tờ, chốt lời từng phần. Ngày hôm qua chúng ta sell 8 năm, chúng ta cũng chốt lời dần ở vùng 7x. À, chứ không, chúng ta không thể hold, biết được hold về vùng 5x được, mọi người chú ý nhé. Sau khi mà nó build cho mình cái cấu trúc đúng không, build cho mình cái mô hình của Wyckoff hoặc của ICT thì chúng ta mới view được là giá nó sẽ chạy về đâu. Còn lại thì hiện tại nó đang vận động, đang xây dựng nguyên nhân thì chúng ta sẽ cùng phải chờ đợi thêm đã nhé. Đó về chiến lược của chặng week và chặng ngày. Còn H1 thì sao, thì mọi người chú ý là H1 chúng ta ngày hôm qua thì nó quay trở lại vùng SNR, vùng 54 đúng không, à, quanh vùng giá 54 cộng trừ, thì đây là những cái vùng mà buy zone của H1 đúng không. Đây này, nó liên tục nó có rút dâu của H1 ở cái vùng giá 54, thì ngày hôm qua ngày hôm nay vậy thôi, có vẻ đây cũng là những nhịp mà đánh buy scalp lên được. Tuy nhiên H1 thì mình vẫn đang kỳ vọng là chốt lời bớt vị thế ngắn hạn ở cái vùng giá 81 cộng trừ đúng không. Còn xa hơn thì mọi người chú ý nhá, cái mốc giá đây này, H1 thì cũng là những cái vùng hiến, nó sẽ tiến tới 2007-2008. Thì H1 chúng ta vẫn có những cái vùng FVG buy 2604X đúng không, 2648, 2636-40. Đây là những vùng mà H1 sẽ đánh được những vùng, những lệnh swing buy lên nhá. SL vẫn cũng chỉ để 30 pip thôi. Còn swing buy H1 tiếp tục đánh lên thì chúng ta vẫn kỳ vọng vượt đỉnh. Thì có thể là H1 mọi người thấy là nó đang xây dựng, nó build một cái buy H này, buy H tái tích lũy đúng không? Thì có thể là ở đây là một cú test, test LPS sau đó tái tích lũy đi lên luôn. Hai là đi lên luôn. Hai là gì? Nó sẽ có những nhịp mà quay trở lại cạnh dưới đúng không? Có thể là quét đây một nhịp, sau đó thì bull back, sau đó là spring về đây, sau đó mới đi lên. Đây có hai cái bảng của H1 cho ngày hôm nay nhé. Vẫn giữ một phần swing buy ở bên dưới này của H1 đúng không? H1 thì vẫn giữ buy, một phần mọi người lên chốt lời bớt vùng 8x, một phần chúng ta sẽ chờ những cái nhịp mà cover hàng khi về vùng 48 và xa hơn có thể vùng về vùng 38, chúng ta tìm những tín hiệu đảo chiều và anh lên. Đấy là câu chuyện của H1 nhé. Còn vị thế ngắn hạn thì sao? Ngắn hạn scalping Á Âu thì chúng ta sẽ cùng tham minh này. Thứ nhất là chúng ta đang có hai cái vùng đỉnh của M5 ở vùng 80, và đây có một vùng FVG M15 ở đây. Đó, FVG sell. Đó thì đây chính là OB FVG, được chưa? Đó thì chúng ta có thể tham minh bán từ vùng giá bổ 80 quanh vùng sát 81 cộng trừ, bán xuống SL tất nhiên để vượt đỉnh rồi, và chốt lời từng phần theo RR. Đây chính là một vùng mà chúng ta có thể tham minh sell xuống. Thứ hai là gần nhất thì chúng ta thấy là vùng OB vùng 76-78 đúng không? 76-78 hôm qua mình có cho bán đấy, thì chúng ta vẫn có thể tham minh một lệnh bán ở đây, scalping. Còn gần hơn thì chúng ta lưu ý cho mình cái vùng biên sáng, nó tạo ra một cái cấu trúc nhỏ nhỏ ở đây này. Drop bay, drop và giá test lại vùng bay này chính là vùng 71-73, chúng ta có thể bán xuống. Thì buổi sáng ngày hôm qua thì chúng ta bán ở vùng giá 76 xuống đúng không? Có báo mọi người chốt lời bớt và mọi người có thể nhồi cái vùng giá 70-72 quanh mốc này. Tuy nhiên các lệnh mà nhồi sell ở đây thì chúng ta sẽ chốt lời ngắn, tại vì giá đang gần tiếp cận cái vùng giá, đây là con sóng tăng hồi phục đi lên đúng không, thì giá nó đang tiếp cận vùng 0.5 Fibo là vùng 66 và vùng 0.618 là 63. Thì cả cái vùng này chúng ta sẽ phải chốt lời từng phần các cái lệnh bán từ trên xuống, tại vì chúng ta phải tôn trọng những vùng demand của lô tam phê. Lô tam phê nó đang đỡ ở vùng giá 63-66 rồi. Vùng bên dưới là NR 63 SNR 6163, chúng ta vẫn tham minh các lệnh buy scalp lên cho mình. Thứ hai là quét PD low. Quét PD low chính là cái vùng giá 54. Thì cái con OB của M15 đúng không? Đây này, cái vùng giá 52 đến 53, 54 vẫn là vùng chúng ta có thể tham minh các lệnh mua lên. Và nhớ là các lệnh này thì chúng ta sẽ đánh ngắn thôi, và sau đó chúng ta sẽ chờ chốc bốt đảo chiều hoặc là giờ xin vũ led ở phiên Âu, phiên Mỹ thì chúng ta mới tham minh đánh quay trở lại lên xa được. Còn đoạn này thì chúng ta sẽ vẫn chốt lời từng phần thôi. Một các lệnh buy xa, cầm xa được hơn thì chúng ta vẫn tham minh cái vùng OB M15 này mọi người này, quanh vùng 41 đến vùng 44.x, mọi người có thể tham minh các lệnh buy này thì chúng ta sẽ TV xa hơn một chút. Còn lại đánh nhanh quanh vùng này nhá, chúng ta sẽ chốt lời trong phiên Á khoảng tầm 30 đến 50 pip tích điểm thôi. Đó, mục tiêu thì ngày hôm nay mình đang kỳ vọng là giá sẽ nhúng xuống bên dưới, xong quay trở lại thằng 81.x đúng không. Đó, 81.x vẫn là vùng mà chúng ta đang quan tâm bán mạnh hơn. Đó thì giả sử khi mà giá bò lên phá vỡ khỏi được cái vùng 73 nhá, thì mọi người chú ý là những cái nhịp mà sell 76 chúng ta sẽ TP ngắn, và chúng ta kỳ vọng là ra tin ngày hôm nay có thể giật lên 81, sau đó nó mới quét PD đâu.
quét PDL. Sau khi quét PDL xong thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ về vùng 40 42 45 gì đó ở đây, chúng ta sẽ đánh tiếp tục đánh đẩy bài đi lên. Thì đấy là cái kỳ vọng ngày hôm nay sau khi đánh tin. Tuy nhiên những cái nhịp mà đánh sideway trong vùng này chúng ta sẽ tích điểm đã, tích lại đã. Đó, chúng ta sẽ quay trở lại với cái setup ngày hôm qua. Ngày hôm qua thì rất rõ ràng rồi, đây là một bài tích lũy. Đúng không? Và đây là cái đỉnh cái PD2 của ngày hôm trước. Đó. Và mọi người phải chú ý là gì, chúng ta có một nhịp sell out về, sau đó giá tạo tạo ra gì? Chả, tạo ra chốc tăng ở đây. Đúng không? Sau đó thì giá tiếp tục tạo ra một bài tích lũy ở đây. Và cái bài tích lũy này thì có côn mọi người rồi. Chúng ta đánh đâu đó áng chừng cái câu chuyện là đi lên trên vùng này. Đó, đo chiều ngang với cả chiều chiều dọc đúng không? Sau đó thì chúng ta cũng có thể là đo TP. Đo TP chúng ta sẽ đo từ đây. Đây đo lên 44.5. Đó thì hôm ngày hôm qua chúng ta chốt lời ở vùng giá 79-80. Cũng khá ổn đúng không? 79-80. Thứ hai là đây là một cái gốc tăng, đây là Spring thì chúng ta sẽ đo được từ đây. Những cái vùng chốt lời ngắn hạn gần nhất là vùng 70. Đó nó chính là cái vùng 7x là có call mọi người chốt lời bớt một phần. Sau đó chúng ta tiếp tục đẩy bài đi lên và mục tiêu lên trên vùng khoảng tầm 79 chúng ta chốt lời và chúng ta mới bắt đầu tham mình đánh sell xuống đúng không? Đánh sell điều chỉnh xuống. Thì cái nhịp sell điều chỉnh này thì ngày hôm qua thì mọi người thấy là nó kêu kêu luôn cả thằng Lậu Á. Đó, tất cả những gì mà rũ bỏ ngày hôm qua là kêu Lậu Á. Thì sau khi kêu Lậu Á thì nó tạo ra cho mọi người một cái high của thằng New York EM. Đó thì mình view là giá sẽ up lên đúng không ạ? Giá sẽ up lên trên vùng 76.78. Đó chúng ta có thể canh bán xuống. Thì tại sao mình lại view lên trên vùng 76.78 thì mọi người chú ý là gì? Mình cũng đo Fibo thôi, đúng không? Thứ nhất là đây ngày hôm qua chúng ta có giờ Silver Bullet ở trong phiên 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 New York. Chúng ta thứ nhất là chúng ta có chốc tăng quay trở lại. Đây chính là ngay ở đây là chúng ta có chốc tăng rồi mọi người này. Đây đúng không? Một nhịp mà bull back về, chúng ta có chốc tăng ngay ở đây rồi. Đó, sau đó chúng ta có tiếp tục giá BOS lên. Thì sau khi BOS lên thì mọi người cứ OB, FVG hoặc là Breaker OB mọi người chơi thôi. Đó thì ngày hôm qua nó tạo cho anh em một cái nhịp mà tái tích lũy. Đó thì cái vùng OB FVG, cái vùng 63 chúng ta buy lên. Và mục tiêu buy lên chúng ta sẽ đánh về vùng vùng 4 đến 4.5 mọi người thấy không? Thì đây chính là cái vùng giá chúng ta timing là 4 đến 4.5 chúng ta chốt lời các lệnh buy và chúng ta sell xuống. Thì cái nhịp này sell xuống chúng ta sẽ quản trị vốn ở vùng 63 đến 66 nhé. Quản trị vốn ở vùng 63 đến 66 cho em. Đó. Thì đấy là chính là cái lệnh ngày hôm qua. Đó ngày hôm qua chúng ta buy một nhịp từ vùng giá 62 63 đúng không? Sau đó chúng ta buy tiếp ở 67. Lý do buy ở 67 ngày hôm qua đúng không? FVGM 15 đây đánh tiếp diễn xu hướng. Thì đây chính là vùng mà chúng ta đánh tiếp diễn này. SL để vùng này và tiếp tục TP đi lên. Đó. Tin đây. Ngày hôm qua chúng ta có tín hiệu của sai uptrend ở đây. Sau khi giá tạo sai uptrend. Đây, sau khi mà giá tạo sai uptrend đây đúng không? Thì tiếp tục mình đánh FVG 15 ở chính là cái mốc này. Thì đây chính là cái mốc mà tiếp theo chúng ta có thể là tham mình mua lên. Đó. Và mục tiêu lên 79 thôi. Ngày hôm qua chỉ đánh lên 79 đúng không? Rồi ok, buổi sáng thì chú ý nhá, chúng ta có FVG sell 15 ở đây. Đúng không nào? OB FVG sell 15 đây thì chơi ngắn nhưng mà đoạn này thì chơi ngắn thôi. Nếu như nó phá qua nó trở thành EFVG thì chúng ta sẽ timing lên bài lên trên vùng vùng biên trên, cạnh trên có thể là 76 và 81 mới bán xuống nhá. Cái đoạn này thì chúng ta sẽ chờ đợi thêm thôi. Thực ra loanh quanh giá 70, 69, 68 này thì hạn chế chơi, chỉ có ban sáng thôi. Ban sáng mình cho bán một nhịp mà 76 hôm qua và vùng 7 71 72 đây thì mọi người chốt lời ngắn từng phần nhé. Còn đoạn này chúng ta sẽ chờ vận động thêm này.